Ba xin kính chào cô chú anh chị đã đến với Kim Ba hôm nay ha. Cả nhà hôm nay mình sẽ đi thăm bẫy nữa, cả nhà bẫy cắn. Hôm nay là Kim Ba có đem theo một mớ chuột để mình dự phòng á, để mình bỏ vô gặp. Giờ đầu video chúc cả nhà ngày mới thật là ấm áp ha. Cả nhà tặng Kim Ba một cái lượt đăng ký, một lượt like, một lượt chia sẻ nha cả nhà. Thôi giờ mình cùng nhau đi thăm bẫy cả nhà ơi. Cái bẫy cắn hôm qua nè, cái bẫy cắn sau lưng mình đây nè. Hôm qua mình quên nè. Một con gấu hữu hành nữa. Cứu một con gấu. Ủa nó kẹt cái đầu coi nè. Con gấu hữu hành. Mà khoảng tầm 200g, 300g ạ, 300g ạ. Nó kẹt cái đầu nó rồi. Sao nó ra được vậy? Nó kẹt cái đầu nó không ra được nữa, nó chui đường hôm á. Trời ơi. Cái tội nghiệp vậy. Đây. Rút lại đi trời ơi. Nhắm ở đầu nhét lại. Thôi nó tự nó rút mình nhét lại nó gồng á. Nó rút lại. Nó khó quá nên về nhà. Nó gãy cổ luôn á. Nó chẹo cổ luôn nè. Con này chắc khó quá, về nhà gỡ quá. Cắt, nhà mình mở này ra. Cắt bỏ một muối luôn. Hả? Cắt bỏ một muối chì vậy? Nó chạy ông cổ, nó gãy cổ rồi, bầm tím rồi. Quên đem cái kèm theo thôi. Nó chạy. Con rắn này chắc về nhà mình mà thăm trễ xíu là nó chết á. Về nhà mình, con này mình về nhà mình lấy kìm mình bấm bỏ cái gạch này nè. Bỏ cái bẫy này nè, mình mở được vậy là gỡ không được rồi. Rồi. Bị chẹo cổ rồi. Thôi để đi. Để, để đây đi, tí nữa mình gỡ nó. Để đi, mình vô đây mình thăm mấy con này đi. Để nó xíu mình về mình gỡ con đó. Mình không đi thăm là con đó nó chết. Gỡ nó ra, vậy phải gỡ. Chỗ nào nhớ không? Nhớ. Ô nặng nặng nè. Ô một con bự lắm luôn nha. Một con bự lắm luôn á. Ô một con bự giả mang luôn. Đem ra ngoài trống nè. Một con bự lắm. Đây đi. Không bắt luôn à? Thôi đi xíu ra bắt sao? Không bắt bắt luôn hả? Bắt luôn đi. Nín mà tí xíu bắt sao? Bắt luôn đi. Bắt luôn rồi có đặt lại không hay là? Đặt lại một hai ngày nữa, tình hình nếu mà nó quen hơi mình á, nó biết hơi người là nó không vô nữa thì mình hả đi chỗ khác. Cái địa điểm này đang ngon mà. Điểm này ngon, tự nhiên mình đi chỗ khác sao được. Cái điểm này đang ngon quá trời, tự nhiên đi chỗ khác uổng. Gắn cái tranh thủ về luôn thôi, con nó chết. Nó kẹt cái đầu nó bầm tím. Hết, mất tiêu con chuột rồi. Cái cây đâu rồi giờ. Thank you.
Ôi, con rắn to lắm luôn. Hầu ôm nè. Hơn hơn. Hơn nửa ký. Rắn này á 700-800 gram đó, con nhất rồi. À. Ủa nó đẹp một cái luôn á, con rắn nè. Trời ơi. Đẹp ghê không? Ồ con rắn. Đẹp ghê ha. Mẹ quên mang bao tay. Cái cọng dây đâu? Mày cắn đó. Chấp rồi xong. Trời ơi, đó sợ nó cắn rồi không dám cầm cái ngón tay rồi. Em nghiêng cái cửa vô cái cửa gặp á rồi nó chạy vô à. Em làm đừng có nói. Cái này còn củ sắn trong này nè. Bỏ củ sắn vô. Chữa cái hòm nó cho ngay ngay. Chỉnh rồi. Bên này. Đếm để sót mình biết đường tìm. Đây, chuột. Chuột dễ bắt cũng đỡ, chuột đồng dễ lấy. Cái gừng bên kia đẹp biết nhiêu. Gừng cao. Ủa, này có không? Nhớ nhớ đây con quỷ rồi. Trời dính nữa rồi. Hôm nay trúng hổ anh ơi. Nè. Anh quay vô đây. Đó, đang thùi lùi cái hổ hành nữa. Nè anh thấy không? Rồi. Đây. Hổ hành nó lột da vừa xong nè mà chứ còn nó lột da chưa có hết. Đây. Trời ơi má ơi cái con này nó. Chúng ta vô luôn. Tập ta vô bạn. Ồ, vô vừa rồi nó sốc chạy dạ. Hả? Sốc à? Từ từ. Ồ, nó đâm đầu vô lưới hôm đi chứ. Tích gì đâu rồi, nó lột da. Ồ, con này bằng gần bằng con nãy à. Ờ, nó lột da nè, mà nó lột chưa hết nè. Nó lột quá anh, mà nó lột chưa hết nè. Trời ơi, y chang luôn. Hôm nay trúng rồi, trúng ổ rồi.
hôm nay chúng ổ rồi. Hai con này là vô nhất hết. Lấy dây buộc đi cho nó đơn giản nha. Hai con này chúng ổ rồi. Cái xong ở chỗ này là cái chỗ đường mương nè. Đường mương mình đặt vòng vòng đây á. Đường mương mình đặt vòng vòng đây cái nó xuống uống nước á. Đó, cái mình mới dính nó dễ gì dính á. Mấy con này. Mấy con nó hiền cũng đỡ á. Hết mồi à? Hết rồi, hai, cố gắng là hết mồi à. Sợ nó kẹp á. Cố gắng là ăn chuột. Cho cục sắn vô. Cho củ sắn vô nó ăn tới mai nó sống rồi nó sao nó chết. Em là em làm củ sắn không à, để nó ăn nó có nước á. Chứ lúa nó ăn nó không có nước. Rồi ok. Rồi. Ủa bên này nãy hình như con cái hay sao ạ? Đúng không? Nhớ thôi, coi đặt ra. Nó đâu đây nè. Con nãy em đặt rồi mà em gỡ rồi mà mới đặt thôi đúng không? Là ba cái rồi đúng không? Hai cái, nãy, một cái, hai cái. Với cái bên kia là ba. Hả? Thôi đi tới. Tôi sợ sót. Này chắc làm dấu á, không làm dấu là mình lộn á. Hôm qua mình đặt chỗ này nè, nhưng mà không có nè. Rót không coi. Không nhớ được hết nhớ. Bà. Anh đứng đi, anh đứng đi. Em coi cho mẹ nó tầm lắm, đứng ở đây. Ô, không có. Chuột còn, mồi còn. Đây là 4 rồi. Đếm á. Để sót mình kiểm tra lại đi. Năm. Chuột còn mười con. Để luôn. Để lại. Năm rồi không? Chuột còn mười con để lại. Ô. Con. Còn mời con. Sao? Đặt được hôm nay nữa đi, ngày mai nữa nó không có mình đi địa điểm mới. Ôi, mồi chuột cội thinh. Củ sắn cội thinh. Cội thinh luôn. À, kiểm tra lại coi mấy gặp. Kiểm tra lại lần nữa. Một. Đếm ngược lại nè. Kia.
bảy con cái nữa đâu. Sáu là chỗ nào? Chỗ đây cái. Đủ chưa? Cái à, đủ chưa? Đủ rồi. Mất con nữa. Thôi vậy. Rồi chào đi. Chào đi. Hôm nay Kim ba được 2 con cả nhà ơi. 2 con gắn này có hơn 1 kg. 3 con nhé. 2 này với con gặp kia chưa gặp. Ờ, con kia nữa. Con kia nữa thôi mình chào cả nhà đi. À, cả nhà thôi Kim ba tạm thời kết thúc ở đây, ở đây cả nhà, để Kim ba về tranh thủ cứu con gắn kia thôi, nó chết nó dính nó cổ nó bầm tím hết trơn rồi. Bây giờ Kim ba chào cả nhà ha. Kim ba cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng Kim ba trong video hôm nay. Hẹn chào video sau cả nhà nha. À, đón xem video sau của Kim ba nha. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà may mắn vui vẻ.